đắm rơi ai biết không. Tôi nhớ anh như người yêu. Bác để cho em đánh chay rồi nhá. Mà em không dám vặn nhiều vì mạnh. Con này đánh rất là mạnh, đánh full đôi 40 hoặc đánh xúc kép 40 đánh thoải mái. Và có thể đánh được tối đa là xúc kép 50 đơn qua một xúc kép 50 qua 100 đổ lại nhá. Vì đấy em chỉ nhích một ít thôi, không đánh là lòi côn của bát 30 ra ngay. Đánh rất là áp lực, đánh đây là không cần phải sút các bạn. Tiếng trống ra rất là sâu, lời nó sáng trong vắt. Vâng, Cờ Đô xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và trong video clip lần này thì em xin giới thiệu đến toàn thể các bác và anh em một model đẩy ở phân khúc đời cao và chất lượng. Nhà dòng đẩy này ở phân khúc nhập khẩu mà cái chất nó cho ra thì nó sạch và trong trẻo và tiếng rất là sang không nhá. Thì với thì tất nhiên nói với dòng đẩy tại đơn vị Euro thì hiện tại bên em đang bán tổng cộng là 55 mã đẩy khác nhau. Nhà tại sao lại bán nhiều vậy thì nhà ở đây em muốn là đa dạng cái phân khúc, nhà các phân khúc đời tầm thấp này, tầm trung này, tầm cao cấp nhà đều có phụ bác anh em nhà, tùy theo túi tiền mức giá để bác chơi làm sao cho hợp lý. Đấy. Còn tất nhiên là ở phân khúc nào cũng vậy, đó đều có chất hay của nó, điều quan trọng là độ bền. Tất cả những dòng đẩy của bên em băng bán đến phục vụ anh em đến hiện tại bây giờ là những dòng đẩy thứ nhất là tên tuổi đã bán phục vụ anh em được 4-5 năm nay rồi, cũng như là bán rất phổ thông trên thị trường. Cái điều quan trọng là bên em mức giá tốt, và cái hai nữa là cái sản phẩm ấy, là nó đa dạng các mẫu mã thì tư vấn các bác chi tiết hơn. Và model đẩy ngày hôm nay bên thì mình đang review đến toàn thể các em là một dòng đẩy hai kênh nhá. Dòng đẩy này thì cho các bác nào đi chuyên đi sự kiện được, vì sao là từ sự kiện, vì là đấy có đánh được full đôi 40 hoặc đánh được như cả xúc đôi 40 đánh được không nhá. Nhà đánh xúc đôi 40 này hoặc full đôi 40 này đánh thoải mái, hoặc các bác đánh chơi gia đình và đánh hai cặp 30 cũng thoải mái luôn. Dòng đẩy DB KD1200 Plus với công suất cho ra nó là 1200 chuẩn, đánh được tốt. Dòng full đôi 40 hoặc xúc đôi 40 để dòng nhập khẩu CCQ thuế má đàng hoàng các nhá, đi cùng Serilo này con này. Và phiên bản đây là phiên bản 2023 của anh em, được nhập ở công ty Sen Việt Nam, hàng mới tinh độc hộp hùng thôi nhá, dành cho anh với. Thì cũng rất là lâu rồi em mình mới tiếp tục review đến toàn thể anh em đối với dòng đẩy nói chung, nhưng đối với dòng đẩy này thì cũng rất là lâu rồi review, và đây phiên bản mới nhất mà em bản thân là nó cải thiện về cái chất âm. Như là cái phiên bản này ấy, là cái chất âm nó ra nó hay hơn bản cũ và nó cũng số thay đổi. Thì trong clip này em cũng mở ruột nội thất để cho bác cùng xem luôn. Đây các bác thử xem mình giá bên ngoài đã. Thực ra đối với những sản phẩm của DB nói chung ấy thì em đánh giá rất là cao về thứ nhất là đẹp. Hầu như đa số sản phẩm bên họ là được thiết kế, như những sản phẩm này gọi phải thiết kế nhá. Đấy, là rất đẹp các nhá. Nó nhìn nó sang chảnh bên ngoài. Nó pha trộn giữa gọi là nhìn nó tây, những sản phẩm nhìn nó tây một chút và nên rất sang chảnh luôn. Phần hộp thì có hai lớp nhá, hộp hai lớp ở túi này và cuốn sách hướng dẫn đi cùng này của DB tích vâng nhá. KD1200 Plus. Đấy. Rồi ok. Anh con đẩy lên đây xem nào. Thì với phiên bản này thì bác để ý này. Nó thiết kế đồng bộ màu đen và hai lúm chiết áp ở giữa bằng mica rất là sang luôn. Đấy, bác nhìn đâu ạ. Nó sang chảnh hơn rất nhiều so với phiên bản đời tiền nhiệm trước đây. Đó, KD1200 thông thường thì nó, cái mặt nó là màu xám, và cái thứ hai là cái chiếc áp này là nó co một bên góc này, nhìn nói chung là về cái độ đẹp, độ sang thì không bằng con này được. Đấy, đang nói về cái khách quan bên ngoài nhé. Sản phẩm chính hãng thì gồm một tem mã kích hoạt này, tem lá cờ của hãng này. Đấy. Thì đối dòng này thì ấy rồi thì nó cho ra một cái chất âm thực sự luôn là cực kỳ hay nhá, ở phân khúc công suất trên 1000W nhưng giá thành nó không phải quá rẻ mà không quá đắt, nghe tầm trung, nhưng cái điều quan trọng là nó đạt được cái chất âm mà tiêu chí mà những bác nào với đôi tai khó tính nhất đều để là nghe qua, và tiếng rất là hay. Và sử dụng đây nó dùng mạch là TD nhá, mạch là TD bánh răng này. Và đối với tất cả sản phẩm của DB Acoustic được bảo hành đến 2 năm và một đổi một trong 3 tháng đầu. Trùng CD đi cùng nhá, và đây tín hiệu đầu vào này, tín hiệu ra link AB này, và các chế độ đánh chập Pride, đấy, panel cân bằng, Cite nhá. Nó có phần lưu trích ra và phần lưu trích vào đây, dây nguồn thì dùng dây nguồn liền nhé, cho chắc chắn lắm nhé. Và bây giờ sẽ tiến hành mở nội thất để bác cùng xem. Vâng, và bây giờ em sẽ quay nội thất cho bác và các bác cùng xem nội thất của em nó. Thực sự luôn là một con đẩy chất dù nó thiết kế của mạch lao trong nữa các bạn, dù cái mạch nhỏ gọn đến bao nhiêu thì nó sẽ có điểm nhấn của nó nhé, bao giờ cũng vậy. Thứ nhất, đối dòng mạch Class TD này, thứ nhất điểm nhấn của nó là nguồn đồng, nguồn đồng 100% nhá, các sợi đồng chi tiết này. Đấy. Cái thứ hai là cái phiên bản 2023 này sử dụng là 8 tụ, 8 tụ nhé. Trước đây nó sử dụng khoảng 4 hay 6 tụ thôi, 6 tụ thôi, con này sử dụng 8 tụ, 8 tụ đồng nguồn. Chỉ số nó là 200V, 200V, 3300 mF, 200V. Đấy. Tại sao nó một công suất lớn như vậy chỉ cần người này tụ thôi, vì bởi vì cái chỉ số nó rất lớn này. Còn nói những dòng thông thường, những còn công suất vụ nhà cũng 800 1000 cũng người này tụ nhưng mà chỉ số chỉ được cầm 50V đến 80V thôi, thì con này gấp đôi lên. Đấy, nó gấp đôi nha, nếu mà các ở so với con đẩy thông thường thì nó gấp đôi nha, số lượng tụ lên thành 16 tụ. Đấy, khác nhau ở điểm đấy thôi nhé. Và nó là sử dụng tất cả công nghệ đời mới, là sử dụng mạch Class TD và tất cả linh kiện xịn, nên là khi bác nhìn vào cái vỉ mè mạch của nó, từ các con linh kiện nhỏ nhất, em zoom lên cho bác nhìn này, là nó rất là sang chảnh linh kiện nhé, tất cả chân bằng đồng, nó rất là sáng, sạch, trong, chi tiết nhá. Đấy, quay cho bác chi tiết luôn, đến từng con chân con linh kiện luôn, quay cho bác kia này. Và tích hợp đầy đủ các chế độ như chiếu đập trên loa, chế độ báo ngắt trường hợp rú rít, đấy, nghe báo không quá ngưỡng ấy, đều tích hợp trên con đẩy này. Nhà những gì mới nhất, tinh túy nhất, đẹp nhất thì em thấy là đã được cải biên rất nhiều đối trên con đẩy đời mới 2023 phụ anh em model DB KD1200 Plus. Và bây giờ em sẽ tiến hành test chất âm ngay và nhanh đối với con đẩy này để bác cùng nghe và cảm nhận đối với chất âm của nó. Thật sự một con đẩy có cho chất âm tuyệt vời, tiếng hay, bay, sạch, chi tiết và tiếng nó rất là sang các nhé. Các bạn nhìn ruột em nó, tất cả toàn là linh kiện, nó là những con trở 5 vạch màu 7 vạch màu. Đấy, những quận cảm, một phép khuếch đại. Và cái con dòng này hiệu suất nó cao nên là các bạn để ý này, 2 quạt gió tản nhiệt nó chạy rất là êm, nó êm hơn rất nhiều so với dòng đẩy khác các nhé. Dùng đẩy mà chạy 2 hàng sò ấy, thì quạt nó sẽ kêu to hơn, nhược điểm nó sẽ là lặng hơn, to, quạt kêu to hơn. Dòng này thì nó rất nhiều ưu điểm nhưng mà về giá thành nó đắt hơn một tí thôi. Đấy. Và hiện tại bên em ưu đãi cái mức giá rất là tốt với con đẩy này, anh em có nhu cầu thì liên hệ đơn vị mua đồ nhé. Nhờ các bác sẽ nghe chất âm của thực tế của con đẩy này. Thì ở đây thì em đấu là đấu chay luôn đó nhá. Đấu chay là gì, là đánh trực tiếp từ con đẩy ra thì các cảm nhận được cái chất âm chi tiết mà đánh từ đẩy trực tiếp ra, không qua một bộ phận xử lý nào, là tiếng nó rất là hay rồi. Nghĩa là con đẩy này các bác về đánh để nghe nhạc cũng được, thay thế cho con âm ly, hoặc các bác hát karaoke thì tuyệt vời luôn, tiếng trong trẻo. Và điểm nhấn của nó đây bác thấy không ạ, em đang bật nguồn, em tắt đi bật lại này, em quay sát máy và quay rồi nhá bác nhá. Bác nghe đi bạn, em bao cho bác là không có tiếng ồn luôn. Đây quay sát luôn là quạt luôn này, nó kêu rất là êm, kêu rất là êm luôn nhé, kêu nhỏ tí luôn. Nếu đậy cái nắp vào luôn gần như là không nghe gì, nếu đậy nắp vào gần như không nghe gì luôn nhé, thực sự nó rất là êm, mạch đời cao khác hẳn luôn các bạn. Và bây giờ em sẽ bật ngay nhạc để bác cùng nghe cái độ tiếng nó ra, đánh mà gần như kiểu không cần súp luôn bác nhá. Hãy subscribe tiến thân đôi đầu xanh, đón nhau khi bình minh vỗ tay nhau đàn cánh, nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh vào đời.